Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Đồng Tâm, tin nội chính tiết lộ 3 sĩ quan tử vong do đồng đội bắn nhầm. Phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận và yêu cầu thực nghiệm hiện trường về cái chết của 3 cảnh sát cơ động đã bị tòa từ chối. Cùng lúc đó là bài bào chữa của luật sư tuyên giáo Lê Hồng Bách đòi xử nặng dân làng Đồng Tâm đã tô vẽ lên sự man dợ của hành động thiêu cháy người. Đài BBC tại London đã miêu tả rằng luật sư Lê Hồng Bách đã biến phiên tòa thành nhà tang lễ với tiếng khóc sụt sùi của gia đình 3 cảnh sát cơ động suốt bài bào chữa. Tuy nhiên, một nguồn tin nội chính từ Hà Nội cho tờ Thời báo.de biết rằng 3 cảnh sát cơ động này đã bị tử vong với nguyên nhân là họ đã bị chính đồng đội bắn nhầm. Sau đó, kịch bản của phía công an đã dựng lên 3 cái chết cháy đen hóa than để liên kết với tình tiết có xăng cháy, qua đó vu cáo tội giết người cho dân làng Đồng Tâm. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chính là người chịu trách nhiệm kế hoạch tấn công Đồng Tâm, giết chết và mổ bụng đảng viên lão thành cách mạng cụ Lê Đình Kình vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Kịch bản này còn cố ý làm dấy lên sự phẫn nộ trong dân chúng khi hé lộ những bức ảnh chụp xác người cháy đen trên sân thượng một cách dã man bên cạnh cái hố kỹ thuật. Trước đó, bà Dư Thị Thành cùng một số người dân Đồng Tâm quan sát thấy flycam về phía công an từ nhiều ngày trước vẫn bay vù vù phía trên và ghi rõ toàn bộ địa hình khu vực, và dĩ nhiên cái hố kỹ thuật được phía công an ghi nhận từ lâu. Hồ sơ vụ án thể hiện một người thứ 30 đã bị bắt trước đó vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 vì tội làm lộ bí mật nhà nước vì tiết lộ quá trình luyện tập để tấn công vào làng Đồng Tâm. Thêm nữa, luật sư Hà Huy Sơn cũng đặt ra nghi vấn như sau. Có một âm mưu giết người cày bẫy các bị cáo khi họ mua 10 quả lựu đạn giá 30 triệu đồng nhưng đều là lựu đạn rẩm và cơ quan điều tra đã không xác định được người bán. Bản tin nội chính cũng đã tiết lộ rằng 3 công an chết vì tự bắn vào nhau trong cuộc tấn công ở Đồng Tâm do một đảng viên Đảng Cộng sản từ Hà Nội đã chuyển cho Thời báo.de biết cụ thể như sau. Nguồn tin từ Cục 5, tức là Cục Tình báo Bộ Công an, cho biết 3 cảnh sát đã chết vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 trong cuộc đột kích vào Đồng Tâm là do tự bắn nhầm vào nhau trong đêm tối. Cuộc đột kích vào nhà cụ Lê Đình Kình đã được thực hiện rất vội vàng và vụng về do cấp chỉ huy thiếu kinh nghiệm. Cùng lúc, nhiều mũi tấn công lao vào nhà cụ Kình từ nhiều hướng ngược nhau. Các quả nổ và tiếng súng vang lên, không gian chật hẹp, hiện trường mù khói, tiếng hô hoán, tiếng kẻng hỗn loạn. Chính điều này đã làm cho nhiều cảnh sát cơ động bối rối, dẫn đến nhận nhầm đồng đội đang tiến vào từ phía đối diện là kẻ tấn công. Họ đã nổ súng nhằm vào các bóng người đó, dẫn đến cái chết của 3 cảnh sát cơ động. Nguồn tin cũng cung cấp thêm rằng sau khi 3 công an này chết, kịch bản hiện trường giả đã được đưa ra, cùng với đó là miêu tả dân Đồng Tâm đổ xăng ra chậu và hắt xuống hố để thiêu cháy 3 công an đã chết trước đó. Đây là hình ảnh, 2 bức ảnh do công an đã cố ý tiết lộ một cách không chính thức thông qua trang Facebook của cảnh sát cơ động cho thấy xác người cháy đen trên sân thượng nhà ông Lê Đình Chức. Nguồn tin khác từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động ở Hà Nội cũng cho biết thêm, từ khi quân Hưng Yên được điều về chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu của Bộ Công an, cảnh sát cơ động đã phải nhận yêu cầu đàn áp người dân mạnh hơn, dã man hơn trước nhiều, khiến cho các chiến sĩ cũng bất bình. Được biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người Hưng Yên, gần đây đã liên tục gạt những người của các phe phái khác ra để bổ nhiệm nhiều người ở vị trí cấp cao trong Bộ Công an là người đồng hương với mình, dẫn đến các dị nghị từ các cán bộ lão thành đến các chiến sĩ công an đang công tác ở đây. Đó là toàn bộ nguồn tin từ một cán bộ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gửi cho Thời báo.de vào hôm 13 tháng 9 năm 2020. Và cũng có quá nhiều cái mâu thuẫn xung quanh cái chết của 3 cảnh sát cơ động, với kết luận điều tra cho biết cái chết của 3 người này là do ngạt khí và than hóa toàn thân do nhiệt ở mức độ rất nặng và không có nêu bệnh nền. Chưa bàn đến chuyện phi lý rằng cả 3 người cùng nhau rơi xuống hố trong tình huống như thế nào, sự kiện này cần phải có lý giải cụ thể hơn. Tuy nhiên, vì cái hố còn nguyên đấy, nên dù cho cơ quan điều tra không thực hiện lại nguyên nhân dẫn đến 3 cái chết cháy thành than ấy, thì đã có những người xuống và quay lại video clip để tìm dấu tích của vụ cháy hóa than 3 tử thi. Tuy nhiên, thực tế còn video clip chứng minh cho thấy không hề có vụ cháy như vậy được thực hiện bởi nhà hoạt động Trịnh Bá Phương từ rất sớm, nêu vấn đề như sau. Giả sử có lửa đốt vài tiếng khiến xác cháy đen, thì thứ nhất là thành hố không có vết khói đen, thứ hai là cót ép ở vách tường không hề cháy, thứ ba là miếng ni lông sát tường không cháy, thứ tư dây điện lòng thòng ra ngoài cũng không cháy. Đây là hình ảnh luật sư Ngô Anh Tuấn thực nghiệm điều tra dưới hố kỹ thuật phát hiện một sợi dây điện còn nguyên vỏ bọc không cháy. Trong khi kết luận điều tra xác định tử thi của 3 cảnh sát cơ động đã bị than hóa toàn thân do nhiệt. Trước đó, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đã phát hiện 3 thứ dưới hố trong tầm cao chỉ khoảng 1m đến 1m4 bao gồm dây điện, miếng cốt ép và bao ni lông sát tường không hề cháy. Trong khi đó, những tử thi hóa than cho thấy cần phải có một lò thiêu trong nhiều giờ ở nhiệt độ cao mới dẫn đến sự hóa than tử thi, như là hình ảnh tiết lộ từ phía công an lan truyền trên mạng. Kết hợp với nguồn tin xác định nguyên nhân tử vong do các đơn vị bắn nhầm nhau, từ đó phát sinh một câu hỏi mới rằng bằng cách nào và ở đâu những tử thi cháy đen ấy được đưa đến miệng hố kỹ thuật trên nóc nhà anh Lê Đình Chức, và hy vọng những bí ẩn này sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Cũng về yêu cầu thực nghiệm hiện trường để điều tra làm sáng tỏ những cái chết ở hố kỹ thuật, mới đây với một niềm tin hiếm có, bà Dư Thị Thành cũng đưa ra tuyên bố như sau: tôi sẵn sàng nhảy xuống hố cho thí nghiệm đốt xăng. Trong giai đoạn clip do chị Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu của bà Thành quay tại nhà đình vào sáng ngày 13 tháng 9 năm 2020, bà Thành khẩn thiết nói như sau: tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình, một công dân bị giết hại trong đêm ngày 9 tháng 1 bởi lực lượng cảnh sát cơ động Hà Nội. Tôi có một nguyện vọng cần nhà nước nhanh chóng thực hiện. Đề nghị nhà nước cho thực nghiệm hiện trường vụ án, tôi sẵn sàng nhảy xuống hố cho thí nghiệm đốt xăng. Tôi khẳng định có người chết cháy thành than dưới hố trong cáo trạng là vu cáo. Và đề nghị khởi tố lực lượng công an cơ động đã vào nhà giết chồng tôi là ông Lê Đình Kình. Yêu cầu thẩm phán không kết tội giết người đối với Lê Đình Công, Lê Đình Chức và những người dân Đồng Tâm vô tội. Lời cuối cùng, tôi mong muốn Quốc hội Việt Nam, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các đại sứ quán và luật sư hãy lên tiếng bảo vệ những người dân Đồng Tâm đang bị kết án nặng nề, đang cận kề với cái chết oan sai. Tuyên bố của bà Dư Thị Thành bằng video vừa công khai trên mạng xã hội như vậy. Đây là hình ảnh chụp màn hình video clip thực hiện vào ngày 13 tháng 9 năm 2020 với tuyên bố của bà Dư Thị Thành gửi đến công luận, khẳng định rằng không có người chết cháy dưới hố và rằng bà sẵn sàng nhảy xuống hố làm thí nghiệm cho vụ đốt xăng. Quan sát video clip do Trịnh Bá Phương thực hiện ở hố kỹ thuật, nhà báo tự do Lê Dũng Vô Va bình luận như sau: nó bịa ra cả nên chả có chỗ nào đúng sự thật. Tự dối trá nó tố cáo nhau, chỉ riêng chuyện có 5 đến 6 lít xăng mà thiêu được 3 xác cháy thành than thì đã đủ buồn cười rồi. Vừa ngu dốt về kỹ thuật, vừa coi thường giới chuyên môn. Đứa nào viết kịch bản, bịa đặt, trình độ cũng chỉ học chưa qua lớp 7, chưa biết gì về logic cả. Nực cười là 3 cái xác bị thiêu thành than dưới hố, nhưng thực tế bên dưới hố, miếng cốt ép bám vào tường không hề bị cháy. Những bao ni lông kẹp giữa hai bức tường cũng không cháy. Luật sư Lê Văn Luân cũng đưa ra yêu cầu những tình tiết cần điều tra thấu tỏ tiếp như sau. Điểm mấu chốt trong việc phải thực nghiệm điều tra đối với việc đẩy xăng và gây cháy là làm sao một chiếc chậu chứa xăng đang cháy lại có thể dùng chân đẩy từ mái nhà ông Lê Đình Chức qua mái nhà Lê Đình Hợi trên một cái thang được. Vì thế, tại phiên tòa, khi đọc bản luận tội, kiểm soát viên đã thay đổi tình tiết này bằng chiếc gậy chứ không còn là bằng chân nữa. Mà chiếc chậu màu đỏ này sau đó được giám định lại cho kết quả không có chất xăng bám dính vào và nó trở thành điểm mờ của vụ án. Trong khi có 2 cảnh sát cùng có mặt ở đó đã khai, các cảnh sát nhảy qua hố bị trượt chân rơi xuống mái, mà cảnh sát đó lại không nhìn thấy được ai là người đã đổ xăng trên mái xuống nếu có vào lúc đó. Lê Đình Chức khai chỉ lấy nắp can đổ xăng từ can ra nắp rồi hắt xuống hố. Vậy với 3-4 nắp xăng dung tích 20 lít thì chỉ còn 4-6 lít thì chỉ gây bỏng chứ không thể gây than hóa hầu hết thân thể cảnh sát như vậy. Đây là hình ảnh toàn cảnh sân thượng nhà ông Lê Đình Chức tiếp cận nhà Lê Đình Hợi, nơi có hố kỹ thuật được cho là 3 cảnh sát cơ động đã bị cháy thành than. Hơn thế, cần thực nghiệm xem cần bao nhiêu xăng và trong môi trường không gian kín và hẹp như vậy để có thể sinh ra đủ nhiệt lượng làm than hóa toàn bộ và sự cháy có thể duy trì được bao lâu. Kết luận giám định cũng có kết luận nguyên nhân gây ra cái chết là do ngạt khí CO2. Do vậy, càng cần phải giải thích cho chính xác nguyên nhân cái chết của các cảnh sát. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính cho rằng sáng tác kịch bản của phía công an còn thiếu chuyên nghiệp. Ông viết trên trang Facebook như sau: khả năng sáng tác cáo trạng và kết luận điều tra bây giờ cần được các trường đào tạo cảnh sát, an ninh, kiểm soát chú trọng hơn. Cần có khoa biên kịch như biên trường sân khấu điện ảnh chẳng hạn. Mà sáng tác cáo trạng khó hơn nhiều, phải dành logic như viết truyện trinh thám nữa. Bị cáo Lê Đình Chức thì đã bị bắn toang đầu nhưng vẫn có thể nói chuyện và đưa lựu đạn cho đối tượng khác như phim hành động của Mỹ. Trúng đạn mãi mà chả chết. Cáo trạng mô tả cái mũ bảo hiểm của Chức bị vỡ toang còn dính máu và tóc. Bức ảnh tại tòa của bị cáo cho thấy đầu bên phải bị lõm một miếng giống như bị đục mất một mảnh hộp sọ to cỡ 3 ngón tay, tức là bị bắn vỡ sọ, May mà không chết, chắc do mũ bảo hiểm đỡ cho một tí. Tổ công tác chỉ mở hé được cửa phòng ông Kình, nhưng vẫn biết được là ông cầm dao đâm qua khe cửa trong khi phòng mất điện và khói mù mịt. Tổ công tác thấy ông Kình cầm trên tay quả lựu đạn nên bắn hạ. Ông Kình ngã xuống bị chó nghiệp vụ cắn vào chân và lôi ra ngoài phòng khách mà trên tay vẫn cầm được quả lựu đạn. Nhưng tại biên bản hiện trường mô tả thì tay ông không cầm lựu đạn. Đoạn trên là do tổ công tác kể lại thôi và họ đã thu quả lựu đạn trước đó, hình như không có ảnh chụp. Đây là hình ảnh chi chít vết đạn bắn trong phòng ngủ nơi cụ Lê Đình Kình đã bị giết. Theo biên bản hiện trường, khi lập biên bản thì có 3 xác công an đã được đưa ra khỏi hố mà không có ảnh chụp hiện trường nào cả. Cáo trạng chỉ chép lại biên bản pháp y thôi. Biên bản hiện trường cho thấy có một cái chậu cháy dở, 99% đó là cái được cáo trạng cho là bị cáo Chức dùng để đổ xăng, nhưng bị cáo không có dấu hiệu bị bỏng tí nào, tức là cáo trạng không ghi, tức là anh này đổ xăng rất khéo tay, chậu bị cháy nhưng tay không sao. Tóm lại, hiện trường vụ án đã không còn nguyên vẹn do bên công an đã làm xáo trộn rất nhiều, nhất là các chứng tích quan trọng như xác ông Kình cầm lựu đạn và xác 3 công an dưới hố. Theo lời kể của bà Thành và ông Kình thì bên công an lau chùi có vết máu làm thay đổi hiện trường chỗ ông Kình bị chết. Họ còn quăng đống quần áo dùng để lau máu vào gầm giường và lấy đi các tài liệu của tổ Đồng Thuận. Lẽ ra, ngay sau khi vụ việc xảy ra cần có một cơ quan độc lập vào khám nghiệm hiện trường thì mới có thể có được biên bản chính xác. Đằng này lại chính bên công an đến lập biên bản, chắc chỉ là bộ phận cảnh sát điều tra mà thôi. Các cơ quan giám định, khám nghiệm cũng là trong ngành cả. Bây giờ các luật sư có yêu cầu trả hồ sơ để điều tra lại thì cũng có rất ít ý nghĩa, vì bản thân hiện trường vụ án đã bị thay đổi hết rồi. May ra có thể điều tra bổ sung các vết đạn còn lại. Chính vì lẽ đó, tòa xử dựa trên những lời khai của các bị cáo. Họ nhận tội và xin lỗi, thế là Thành có tội. Nhân chứng và vật chứng hầu như không có hoặc bị xáo trộn, không còn như nguyên bản. Ông Dương Quốc Chính đã đưa ra nhận định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vụ Đồng Tâm, tin nội chính tiết lộ 3 chiến sĩ tử vong do đồng đội bắn nhầm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được nhận bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de